Hello, chào mọi người, chào mọi người đã trở lại channel One ha. Thì hôm nay mình sẽ thử thách chế tạo cây cây gọi là cây MP40 mảng xa độc tôn mọi người ạ. À. Mới coi phim Dinh xong, phim gì ta? Cái phim gì mà tiên bảo hộ con rắn gì đấy. Mới coi phim Trung Quốc xong, thế là vô thấy cái rắn, cái súng MP40 có ba đây ra. Đó, nên hôm nay là mình quyết định YOLO 10.000 kim cương để quay cây này. Ơi quá trời sự kiện luôn mọi người. Ôi chết, mình có 29 kim cương lấy gì mà lấy được. Ok, mình sẽ làm nhẫn thật mọi người ạ. À. I'm the leader of the pack. Kim cương. Bam. Ây da. Ơi, trời ơi, vừa gãi đầu một cái lên 15.000 kim cương luôn. Phải rồi. Pháp thuật này hơi căng á nha. Pháp thuật gì dữ vậy? Đùa mọi người tí thôi. Thì mình quyết lấy cây này nên là mình nạp tiền vô lấy thôi chứ không có gì cả. Không có ảo thuật đâu nha, mọi người đừng đánh chúng mình nha. Không có đâu, không có cấm cờ một cái nó ra kim cương đâu, cấm tới sáng luôn. Ok, không dài dòng nữa, mình sẽ vô trước tiên là mình sẽ vô cái vòng quay để mình lấy cây MP40. Mình rất thích bắn MP40 mọi người ạ. Wow, nhìn cool phải. Quá xịn luôn mọi người à. Bỏ hai món đồ hả? Ok, bỏ hai cái này. Lần nào mình cũng vậy mọi người à. Chắc chắn thì với mọi người thì mình lần nào cũng quay 1.000 mấy kim cương mới ra cây súng. Không bao giờ ra liền đâu. Không biết đủ không đây. Trời ơi, 8 cái luôn. Ôi vậy là nghi không đủ rồi ta. Nghi một cây súng nữa là không đủ rồi đó. Đây chỉ là giai đoạn mà để có cây súng thôi nha mọi người. Chứ để mà nâng cấp thì nó lại tốn hơn nữa. Đây. Đây chỉ là mới là cây súng demo thôi. Đây chỉ là mới demo thôi nha mọi người. Còn tí nữa lên cái phần kia thì căng hơn. Lần nào mình chưa bao giờ mình quay một phát ra được cây súng này luôn mọi người ạ. Cây thiệt sự luôn ấy. Bây giờ thì chúng ta sẽ qua bên nâng cấp này. Bên nâng cấp thì nó sẽ có cơ bản là hiệu ứng bắn đỏ. Hiệu ứng bắn này. Ui nhìn đẹp vậy. Hiệu ứng kêu. Ui có con mãng xà bay lên đớp mọi người. Mãng xà là tượng trưng cho sự độc ác đó mọi người ạ. Hành động đặc quyền. Wow, hành động giống trong phim mình mới coi ấy, hành động kiểu như mở ra cánh cổng không gian ấy. Thông báo địa ngục, thông báo hạ gục, thuộc tính nâng cấp, mở khóa sát thương từ phía cái địch sau lưng địch. Có vẻ lần này cây này nó rẻ hơn về cái vòng quay nâng cấp ấy. Chắc cũng vậy thôi, không có vụ rẻ hơn đâu mọi người ạ. Đúng rồi, level 7 mới có hành động đặc quyền mọi người ạ. Hành động giống vẽ là cánh cổng quá ta. Ghê với tèo. Xin cho nhận vật liệu nào. Ôi, có vụ mua kiểu này nữa hả? Có vụ mua kiểu này nữa mọi người. 14.500 kim cương kìa. Phải tèo vậy. Có vụ mua kiểu đó nữa. Ok, mình sẽ vào cái shop hình như là nó sẽ bán cái dòng đó rồi. Để coi nó có bán cái gì rẻ hơn không. Có giảm giá gì không? Nè, mình sẽ quay cái này mọi người ạ. Thường á, mình mua sớm nó hơi lỗ mọi người. Về sau nó có nhiều cái giảm giá đó mọi người. Mình muốn sở hữu sớm á, thì nó sẽ không có xịn. Nó không xong, nó ra những cái món đồ. Mình mua sớm thì lỗ hơn thôi. Còn mua sau á, thì nó sẽ giảm giá được nhiều thứ lắm. Vũ khí cái đó, mình vô cái kho vũ khí cái đó. Mình sẽ cầm nó lên trên tay. Tiểu Liên MP bích vàng bây giờ là toan rồi, ông giáo hả? Cây này bây giờ mới ngon. Cho nên nó vô shop nè. Vòng quá may mắn. Shop không nhỉ? Cái nào giảm giá ta? Giảm giá mà không phải trong đây đâu. Chung là chỉ mua trong đây thôi mọi người ạ. Ủa ngon, giảm giá được này.
Ui, tàng 3 với 4 không vậy? Cái 10, trời ơi, lỗ rồi. Có phải giảm giá là ngon. Ôi, được hai cái 10 à. Ok, trận đầu tiên chúng ta từ từ, rồi hết giảm giá rồi. Mua cái này có vẻ hơi xui đây. 3-4 là hay toan rồi đó. 3-4 không à. 10 nhiều lên nào. Mua này mà nhân phẩm một xíu nữa thì đỡ hơn mọi người ạ. Vậy là không đủ kim cương ấy. Này phải mua được 10 nhiều mới đỡ. Một cái 10 mới nè. Ôi, còn này 3-4 không à. Hai cái 3 luôn kìa. Ba không. Ok, đi qua nâng cấp sống trước đã đi. Rồi hẳn hẳn mua tiếp mọi người. Tại vì thế nào nó cũng cái này là giết người có chữ thông báo ấy này. Level 2, level 3 được chứ. Level 3 thì nó lên thêm một xíu hiệu ứng. Đó chính là cái đầu của con rắn mọi người, đầu con mãng xà luôn, đầu của con rắn hổ mang nè. Ồ, nó mới up lên được cái đầu con rắn hổ mang nè. Level 4 thì có hiệu ứng băng chuyên sách ưu định, có hiệu ứng đỏ. Giống như cái mập cắn cắn á. Hiệu ứng này không xịn lắm ha. Hiệu ứng có kiểu như con mãng xà cắn hay không có ha. Cá mập có hình con cá mập mà ta. Level này là hiệu ứng kêu thôi. Giết người là nó sẽ có một hiệu ứng kêu như thế này. Mặc ảnh nè. Hiệu ứng đâu ta? Từ để coi hiệu ứng giết cái. Ở đây không có hiệu ứng. À mình chưa nâng cấp lên. Chưa có rồi đó. Nội dung đó một mở khóa là hiệu ứng kêu hả? Nhớ cái này nó có hiệu ứng cho mình coi mà ta. Hiệu ứng bắn người ấy. Nó chế hiện lên như này hả? Ok là. Rồi, level 5. Ôi, level tới tận level 6 thì nó mới hiện ra cái sát thương và tốc độ bắn mọi người ạ. Nói chung mọi người trước khi chơi cái này mọi người suy nghĩ thật kỹ. Cây này nó tốn khá là nhiều kim cương ấy. Mình để mình nâng cấp xong rồi mình mua từ từ mọi người ơi, chứ mua nhiều quá nó ra súng xui quá. Bây giờ là bắn được rồi đó, nói chung là cây này bây giờ là chơi được rồi đó. Nói chung cái này là maximum về skin rồi nè. Level 6 là skin đúng bá đạo luôn. Đây. Skin bây giờ là quá đẹp luôn rồi nè. Con này giống cơ đỏ nha. Cái con màu vàng chó đẹp trời. Bây giờ là level 7 thì cần tới 600 mảnh lận. Để có hành động mà siêu đặc quyền mọi người ạ. Quá đẹp. Thật sự là quá đẹp. Mấy cây kim mình level max hết rồi. Được rồi, bây giờ vô qua tiếp nè. Để quay còn 500 kim cương có đủ không? Đủ hoặc là thiếu nè. Chắc chắn là cũng phải còn cỡ 500 kim cương hoặc là thiếu chắc luôn. Thiếu khoảng cái càng 20k hoặc là càng 100k. Thôi chết trăm mỗi lộn rồi. À, mua một cái á. 150 không ta? Ngon. 17 à. Nâng cấp được đi, làm ơn. Lên. Ôi, thiếu 40 điểm kìa. 40 điểm đồng nghĩa với việc mà chúng ta sẽ mua 10 hòm. À, 10 hòm. 10 hòm, một hòm có 4 điểm. Được không đây? Được mọi người ạ. À. Để mình coi coi.
hay là mở phải nào. Đủ rồi. Đủ rồi. Nhìn là biết đủ rồi mọi người ạ. Trời, thừa 4 điểm mọi người ạ. Đẳng cấp thì phải chơi tới level 7 đúng không? Đây, hành động. Có hành động này mới gắt mọi người ạ. Mỗi lần mình thắng địch đó, cái mình múa hành động mới gọi là đẳng cấp. Sưu tập này. Mình sẽ vô hành động, mình sẽ bỏ hành động này đi chỗ khác luôn. Ok, bây giờ sẽ lấy hành động mới. Hành động mới đâu rồi? Đây rồi. Ok, bây giờ mình đã có tới tận 3 hành động siêu VIP rồi mọi người à. Đây. Wow, hành động xịn sò nhất của bò. Hành động của Cobra hay là Cobra hả? Chắc đọc Cobra đúng hơn nha. Vô tự chiến, vô bên huấn luyện mình test cây súng này cái nào. Huấn luyện đúng không? Ủa sao huấn luyện là Batu ta? Muốn cây súng này cái mọi người ạ. À? Muốn một tí đi rồi mình đi qua bên tự chiến mình test nó trong tự chiến, tại vì trong tự chiến đúng hơn, tại vì trong cái này thì nó không có đúng. Đội nhảy trong đây thì nó gần như mình thấy nó không có đúng lắm. Nó kiểu như nó nhảy quá mức hay sao mọi người ạ. À? Trong đây bắn ngon mà vô bình thường bắn không ngon lắm. Cho cái kiếm đi. Đó, kiếm đặc đặc chủng á. Đặc chủng Cobra hết luôn, hết ra hết luôn mọi người. Rồi, xịn chưa? Rồi nó có test con người chơi cho mình test không? Cái này là gì ta? Xét thương trên dây cho 42. Ô có cái này nó test test súng đã nha. Này bắn nó cảm giác như nó không có êm bằng ghim vào đầu mọi người ạ. Nên mình chạy từ xa tới mình bắn nó nè. Bắn sau lưng thôi nè. Bắn sau lưng là 143 máu mọi người ạ. Bắn phía trước nè là 137. Sau lưng là 126 nè. Xuống chân là 19 nè. Lên đích là 26, 26. Đây nha. 18. Bụng. Tay 18. Bụng 25. Giảm 1 đam mọi người ạ, nhưng mà vào đầu thì 137, cái này vào đầu thì 143, 143 đam. Test trong đây, test này thấy nó sao sao, mình không thấy nó đam, nó không có vô thật bằng cái đồ nhảy, nó không vô thật. Ui mẹ ơi, sao lạ thế. Ủa sao trong đây lạ nhờ, bữa giờ mình không chơi huấn luyện mọi người ạ. Nhìn khác ngọt vậy. Khó quá mọi người ạ. Bữa giờ bắn vô đây sao được, trong đây giờ cái phòng trời nó khác chứ ta. Được ấy. Nói chung test test cũng trong đây độc quá. Đi vô mình đi vô test cái một trận bên tử chiến nè. Đi có tiền mà mua súng không á chứ. Test trận thực chiến nè, dễ mọi người ạ. Ôi, mình còn không kim cương luôn mọi người. Quá trời đã luôn. À, nãy giờ chưa dùng hành động mọi người ạ. Ôi, hành động nhìn như ninja chưa. Hành động nhìn như ninja vậy mọi người ạ. Hành động nhìn xịn sò thiệt chứ.
Team bạn nó móc lốp bên nhà mình hết rồi. Ui à, bắt được con đầu à. Hai lao tới nhanh quá. Ôi team mình ba bạn bên kia hết luôn rồi. Nó cứu mất tiêu rồi. Team mình tên vui không mọi người? Ốc chó là vợ đại. Vậy mà team mình win đó nha mọi người. Giỡn chơi không à. Win chắc rồi đó. Tài chính chơi không mọi người. Tàn chân chân chơi không à. Nấp đây đâu cha nội, mấy người kia kìa. Còn này đi rồi đó. Kìa. Ui mẹ nó súng. Ui tàn Chrono không chứ giỡn rồi. Quá ghê luôn, bét vợ đại luôn. Bắt con gái liền. Ừ, kinh thiệt nhớ. Chết rồi, có tiền, có sống. À, vẫn còn tiền. Vẫn chưa đủ tiền mua cây M40 mọi người. Mình bán kỹ này, mình kiếm tiền, mình mua súng cái. Ừ, không có tiền mua giáp luôn rồi. Kỹ lại cái nào. Chiến gì mà thần sầu quá vậy. À bom kéo ngồi luôn được. First blood. Team gì chỉ có chịu ta. À đây rồi, đây rồi. Vụ nó bắn trước. Được đó nha. Có bắn ghê trời. À có tiền mua MB nè. Bỏ luôn cái này luôn. Hành động liền. Chuẩn thật. Chuẩn hồi cái súng. Mày dán có số lục bạc bắn. Team kia bắn kỹ ghê luôn á trời. Kinh gì trời, team mình bắn ghê vậy, mọi người. Bắn ghê thật sự. Team bắn gớm thật sự luôn. Ghê ông nội. À, tính ra nãy giờ không mua giáp mũ luôn á trời. Không giáp mũ, không keo. Được cái hành động khá là đẹp trai mọi người à. Có hành động đậu tôi đẹp trai mọi người. Những thật chịu hồi gắn Cobra là. Có vẻ bắn hơi đầu và đam hơi to, tốc độ không bằng cái bích vàng. Bích vàng hình như hai tốc bắn một sát thương. Mình nhớ không biết đúng không. Ấy cha cha. Team mình team kia sợ bỏ luôn mọi người. Trời. Phải nồi.
kia sợ không dám chơi luôn mọi người à. Thôi được rồi, chắc là video hôm nay mình quay tới đây thôi, và chúc mọi người xem video vậy nha. Cái súng khá là nặng về máu ấy, rồi tầm 2,5 triệu cây này mọi người à, khá là mắc. Nên mọi người coi bằng YouTube thôi chứ không cần chơi đâu nha mọi người. Chơi nó hơi mắc, thật sự đối với mình nó hơi mắc. Được rồi, bye bye mọi người nha.